Liên đoàn Lao động huyện Gia Viễn vừa tổ chức Đại hội Công đoàn lần thứ 9, nhiệm kỳ 2023-2028 với chủ đề Đổi mới, dân chủ, đoàn kết, phát triển. Tới sự có lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh, huyện Gia Viễn và 167 đại biểu đại diện cho trên 800 đoàn viên công nhân lao động trên địa bàn. Nhiệm kỳ qua, các cấp công đoàn trong huyện đã sáng tạo, linh hoạt, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, luôn hướng về cơ sở, đáp ứng yêu cầu nguyện vọng của đoàn viên người lao động, đạt và vượt 9 trên 9 chỉ tiêu đại hội lần thứ 8 đề ra, thực hiện tốt chức năng đại diện bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên người lao động. Hoạt động chăm lo của tổ chức công đoàn có nhiều đổi mới, đã ký kết 6 thỏa thuận hợp tác phúc lợi cho hơn 22.700 lượt đoàn viên được hưởng lợi với tổng số tiền gần 2,5 tỷ đồng. Vận động công nhân viên chức lao động tích cực tham gia các hoạt động nhân đạo, phong trào hiến máu tình nguyện. Từ chương trình Tết Sum Vầy đã huy động nguồn lực được hơn 3.400 xuất quà trị giá trên 1,7 tỷ đồng tặng cho người lao động khó khăn, hỗ trợ xây sửa 37 nhà mái ấm công đoàn với tổng số tiền gần 600 triệu đồng. Chất lượng bữa ăn ca của người lao động được nâng lên. Trong nhiệm kỳ đã phát triển được hơn 3.600 đoàn viên, có 476 đoàn viên được kết nạp vào Đảng, vận động thành lập 17 công đoàn cơ sở, 2 tổ chức đảng trong doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước. Phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo được phát động thường xuyên với hơn 2.300 đề tài sáng kiến trên các lĩnh vực được áp dụng hiệu quả trong thực tiễn. Các đại biểu dự đại hội cũng thống nhất một số mục tiêu nhiệm vụ chủ yếu trong nhiệm kỳ tới, đó là tiếp tục xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh toàn diện, thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ trong tình hình mới, làm tốt vai trò cầu nối giữ mối liên hệ mật thiết giữa Đảng, Nhà nước với giai cấp công nhân, người lao động, góp phần xây dựng giai cấp công nhân hiện đại lớn mạnh. Với tinh thần đoàn kết, dân chủ, đại hội đã bầu 14 đồng chí vào ban chấp hành khóa 9, nhiệm kỳ 2023-2028 và bầu đoàn đại biểu đi dự đại hội công đoàn cấp trên.